Sanh, phẩm 24, kinh Vô Lượng Thọ. Chỉ cần chuyên cần thật thà niệm Nam Mô A Di Đà Phật và cầu về Tây Phương Tịnh Độ thì được về với Phật. Phật không đòi hỏi gì cả, chỉ cần chí thành không nghi rồi phát nguyện vãng sanh là đủ. Đơn giản, dễ dàng, rốt ráo, tối thù thắng. Chỉ cần một thời gian ngắn trong một đời này thôi, con người có thể thực hiện một cuộc hành trình vượt qua hơn 10 vạn ức cõi Phật để trở thành vị Bồ Tát bất thối. Nghĩa là chỉ còn một đời thành Phật, sống tại thế giới Phật. Đoạn kinh trên là nói người tu dở, chưa có công đức gì cả, vẫn về với Phật. Còn ta chuyên tâm niệm Phật, làm sao không đi được? Chắc chắn như vậy. Thế mà sao không chịu tu? Thưa cha má, lúc đầu con cũng đâu có tin, nhưng khi biết được nhiều người họ về với Phật, họ vãng sanh tự nhiên, thoải mái, vui vẻ, y hệt như những điều trong kinh Phật nói. Thật là một duyên lành kỳ lạ cho con gặp được Phật đạo và thấy được pháp nhiệm màu. Con vừa mới nhận được một quyển sách ở Mỹ gửi tặng, con sẽ gửi về cha má coi. Ở đây những việc như trong sách viết con đã biết quá nhiều. Con đã hiểu tường tận cái lý của nó rồi, cho nên con gửi về cho cha má. Anh chị em bà con coi, quyển sách này là ở bên Mỹ, họ chụp hình sưu tập được một số người vừa mới vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới với Phật A-di-đà trong khoảng thời gian từ năm 1995 đến năm 2000. Cha má chờ khoảng một tháng nữa sẽ nhận được. Đây là quyển sách của một ông ở Mỹ sưu tập được một số người, chứ thực ra số người thành tâm niệm Phật cầu về Tây Phương được vãng sanh vô số. Còn ở đây đang có hai quyển kể chuyện những người vãng sanh, con không đếm được bao nhiêu người trong đó, nhiều quá không thể nào ghi chép cho hết. Thậm chí có người chỉ thành tâm niệm Phật có 3 ngày thôi cũng có kết quả. Ví dụ như cách đây 2-3 năm, có một người Hoa ở Mỹ, không phải đạo Phật, bị bệnh ung thư hết chữa được, nhà rất giàu, gia đình tìm khắp nơi, hỏi, hễ người nào chữa được thì ông thù lao không cần điều kiện. May mắn gặp được hội Tịnh Tông, tức hội niệm Phật, họ khuyên ông ta rằng, giữ cái thân nát bét đó thêm 2-3 năm nữa làm gì cho khổ, sao không buông bỏ hết đi, nguyện sanh về Tây Phương với Phật, hưởng vô tận vô biên sung sướng có hơn không? Nếu mạng đã tận thì về Cực Lạc, nếu chưa tận tự nhiên hết bệnh. Ông tin tưởng làm theo, nhờ hội tới hộ niệm giùm luôn 2 ngày đêm. Ông thấy có Phật tới. Lần đầu tiên ông tả người giống Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát. Họ bảo ông đừng đi, cứ thành tâm tiếp tục niệm Phật. Ngày thứ 3, Đức Phật A Di Đà cùng Bồ Tát Quán Thế Âm Thế Chí tới tiếp dẫn. Ông chắp tay cảm ơn và ra đi một cách tự nhiên. Theo kinh Phật mà nói thì ông đã vãng sanh thành bậc Bồ Tát bất thối chuyển và sẽ viên mãn quả Phật tại thế giới Cực Lạc của Phật. Chuyện kể giống hệt huyền thoại. Ai không hiểu đạo nghe thì mắc cười, nhưng thưa cha má, đó là sự thật, một sự thật không thể tưởng tượng được, khoa học 1 tỷ năm nữa cũng không giải thích được đâu. Thưa cha má, cơ hội thoát ly khỏi lục đạo luân hồi đang ở trong tầm tay của cha má, của anh chị em, của các con cháu, của tất cả mọi người, bà con, cô bác ở xứ Đông Lâm. Xin đừng để vụt mất. Nếu ai nghe lời con, quyết định phát tâm tin Phật, niệm Phật cầu về Tây Phương, một đời này khi lâm chung khỏi phải trở lại làm trâu làm bò, làm người kiếm ăn từng bữa, khỏi phải sợ căn nhà bị mối ăn, khỏi phải ngày đêm lo sầu khổ cực. Đó là sự thật, con không nói ngoai chút nào hết. Nếu ngộ được đạo, cha má cũng nên khuyên con cháu tin Phật, nên la rầy người nào còn tự cao ngã mạn, coi thường pháp Phật. Dù họ không tin, nhưng cha cũng nói ít ra một lần, rồi tùy theo duyên lành của họ. Con xin nói thẳng thắn rằng, trí huệ của họ có ai đã đạt được đến tiến sĩ, thạc sĩ gì đâu, thì kiến thức của họ cũng chưa tới đâu, mà sao lại dám vỗ ngực xưng tên lỗ mãng? Trên thế giới, nhiều người khoa học gia, tiến sĩ, bác sĩ,
chức vụ của họ đến chỗ chinh phục thế giới, mà khi ngộ đạo họ bỏ một cái rụp, quyết chí tìm đường vãng sanh thay, huống chi là con cháu mình. Một đời loanh quanh trong một chỗ như cái ốc đảo, sự hiểu biết tới đâu, cái thấy tới đâu mà dám cao ngạo, cái kiến thức cỏn con như ếch ngồi đá giếng mà dám trịch thượng coi trời như cái vung à. Cho nên con thành tâm khuyên tất cả anh chị em hãy mau mau giác ngộ, đừng đứng đó dùng cái trí hạn hẹp của mình mà suy lường cái vi diệu siêu tuyệt của chư Phật mà mang tội khó gỡ nổi. Còn tu thì phải biết minh mẫn, phải biết giật mình, phải biết thấy rõ giữ liễu và bất liễu giáo, chứ không thì dễ bị mê trong cái kiến chấp sai lầm mà mất đường giải thoát. Trong Kinh Lăng Nghiêm, Phật nói rằng, trong buổi mạt pháp này, ma vương lộng hành dưới trần thế, họ tìm mọi cách hay ho, tự xưng là Phật, Thánh, Tiên tùm lum, để dụ hoặc cho chúng sanh mất phần về Tây Phương với Phật. Vì con đã hiểu, đã thấy, cho nên con rất sợ. Ngày đêm con cầu nguyện chư Phật gia trì cho cha má mau mau thức tỉnh để vững tiến con đường giải thoát. Con đường đó là niệm Phật. Trong bất cứ tình huống nào, bất cứ sự nguy hiểm nào, gặp bất cứ ma quái kinh khủng như thế nào đi nữa, nhất thiết không sợ, cứ một lòng một dạ niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Con xin nói chắc chắn rằng, tất cả mọi cảnh giới hung hiểm phải tan biến ngay lập tức, vững tâm an lành. Trong các kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ, Phật nói rằng, người nào thành tâm niệm danh hiệu A Di Đà Phật thì được A Di Đà phóng quang nhiếp thọ, được tất cả chư Phật mười phương đồng hộ niệm gia trì. Vì thế, âm thanh A Di Đà Phật đã trở thành một cái siêu thần chú có sức mạnh, có thể đưa một người phàm vượt lên hàng Phật Thánh. Nếu không nhờ đến câu Phật hiệu thì thời đại này không cách nào thoát được cái lưới mê đạo đang bủa khắp nơi trên dương trần này đâu. Đó là điều con thấy rõ như ban ngày. Cho nên con xin mạnh dạn nói rằng, tu hành mà cứ lý luận rằng tu là làm hiền kiếm chút phước báo để đời sau tu tiếp, sống lần lần cho đến kỳ long hoa, thì xin nói thật rằng, coi chừng chỉ hết đời này thôi, đời sau nếu không rơi vào ba đường ác thì cũng khó mà thoát khỏi ma chướng. Xin đọc thư con thật kỹ, đọc cho thật nhiều, kêu gọi anh chị em trong nhà cùng đọc để giác ngộ người nào hay người đó. Sẵn dịp, con cũng xin mách một điều, là muốn biết cụ thể người chết thần thức của họ đi về đâu, cha má có thể thử nghiệm liền, coi trong bà con làng xóm mình có được phước báo hay không, họ chết đi đâu, bằng cách nhớ câu thơ này: đảnh thánh nhãn sanh thiên, tâm nhân phúc ngạ quỷ, bàn sanh túc hạ hành, địa ngục cước đề xuất. Nghĩa là khi có người chết, 2-3 giờ sau đến rờ thử chỗ nào còn nóng, thì chỗ đó thần thức xuất ra, từ đó biết được sẽ đi về đâu. Nóng tại đỉnh đầu là vãng sanh về cõi Phật Thánh, tuyệt vời viên mãn Phật Đạo. Nóng chỗ con mắt thì sanh về cõi trời, tốt. Nóng tại ngực thì sanh làm người, tạm được. Nóng tại bụng thì thành ngạ quỷ, quá xấu. Nóng tại đầu gối thành súc vật, xấu. Nóng tại bàn chân xuống địa ngục, xấu tàn tệ. Viết tới đây thì con vừa nhận được thư em Thứ gửi tới, cho hay tin ông Bảy Long đã qua đời. Tội nghiệp quá, cuộc đời thật sự như giấc chiêm bao. Ôi đảng niệm vô thường, thận vô phóng dật cha má ơi. Ông Bảy tu hành một đời ăn chay, nhưng cuối đời ăn mặn. Em Thứ nó hỏi, như vậy là sao? Sẵn đây con nói sơ một chút, việc ăn chay mặn không đến nỗi gì lắm. Ông khổ quá, yếu sức thì vậy cũng được. Còn chuyện tu hành, dù rằng ngày con còn ở nhà chưa hiểu đạo Phật, con rất khâm phục ông, tướng mạo như tiên. Khi con hiểu đạo rồi, giờ suy nghĩ lại cách tu, thì ông Tiến là tu Phật, nhưng thực tế ông tu theo pháp thần tiên hơn là tu Phật.
dù rằng ông có thờ Phật. Không biết sau này ông có thay đổi gì không? Con chỉ nói theo những gì còn nhớ lại cách đây mấy chục năm về trước mà thôi. Ông rất thân với ông thầy Bốn ở Chánh Thạnh, là người thờ thần tướng. Theo lời pháp của Hòa Thượng Tịnh Không, lấy kinh Phật Lăng Nghiêm ấn chứng thì đó là quỷ thần đạo, một loại Atula. Đã liên hệ với quỷ thần thì đành chịu vậy thôi. Còn tu tiên là tu nhân, chứ không có gì khác. Tiên và nhân cùng một cảnh giới, nhưng tiên thì sống thọ hơn một chút, với một ít phép hữu lậu, thế thôi. Trong kinh Phật, thường chỉ có sáu đường luân hồi là thiên, nhân, Atula, quỷ thần, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục. Riêng trong kinh Phật đảnh Thủ Lăng Nghiêm. Vì để cho chúng sanh đời sau phân biệt đâu là chánh, đâu là tà, Phật mới nói đến cảnh giới tiên, thành ra có bảy đường là thiên, tiên, nhân, Atula, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục. Cho nên học Phật mà ít học Pháp, thì dù có tu suốt một đời, lý đạo chưa chắc đã thông. Nói với Thứ, con sẽ viết thư cho em sau. Thứ giỏi lắm đó, đáng khen. Như vậy, tu theo đạo tiên hiền, nghĩa là để làm tiên, làm người hiền, thì dù tu có giỏi cho mấy, cũng chỉ nóng ở ngực mà thôi. Còn tu không giỏi thì hầu hết nóng bụng, nóng đầu gối, nóng bàn chân. Rất khó có người nóng ở mắt, thì còn gì mơ đến đỉnh đầu, thảm thương quá. Cũng xin nhắc nhở rằng, nếu thâm hiểu đạo thì chỉ nhìn cũng biết. Nếu muốn thử phải thâm nhẹ nhàng, đừng làm mạnh tay, vì trong vòng 8 tiếng đồng hồ, thần thức vẫn còn cảm nhận. Nếu họ đang ứng cảm cảnh giới tốt, mình làm họ đau, tâm họ sân nộ, trong nháy mắt có thể bị đọa liền. Tội nghiệp lắm. Thôi, con xin ngừng. Qua nhiều thư từ, chắc cha má hiểu được lòng con. Mong cha má hiểu thấu lẽ đạo, xa lánh lối đời, nhất hướng chuyên niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Bí quyết thành Phật đang ở trong tay, chỉ cần nắm giữ, bước là tới. Khoảng cách giữa cha má với chư Phật chỉ cách nhau có một niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà thôi. Đừng nên chần chờ, lỡ vụt mất rồi bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ. Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính thư, viết xong tại Úc Châu ngày 27 tháng 3 năm 2001. Pháp sư Tịnh Không dạy, cái giá trị tu hành phong phú nhất để đạt đến sự viên mãn chân chánh là nhất định phải niệm Phật cầu sanh về thế giới Cực Lạc. Đây là lời tâm huyết của hết thảy chư Phật chân thành khẩn thiết nhất, khuyến khích dẫn dắt chúng ta. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Lá thư thứ 7, lời khuyên song thân, niệm Phật khai mở trí huệ. Cha má kính thương, sao con cứ muốn viết thư cho cha má hoài, không viết chịu không được. Nếu ngừng vài ngày, thì con thấy cái điều con muốn nói với cha, sao nó tràn ngập lên. Vì thực tế, nếu có viết hoài, thì cũng viết không hết. Bên cạnh đó, không biết cha má có thâu lượm được tất cả ý của con không? Con vẫn cứ sợ cha má lơ là, rồi nghe người này nói vào, người kia nói ra, rốt cuộc bao nhiêu thư con gửi về, thành ra vô dụng. Thưa cha má, vào giữa thời đại này, tìm một người hiểu lý đạo không dễ đâu, thì những người hàng ngày đến với cha má, tìm đâu ra một người biết khuyến tấn tu hành, làm thiện, nhất là ủng hộ chuyện niệm Phật cầu sanh Cực Lạc thế giới, là chuyện giống như huyền thoại, như trên trời rơi xuống, khó cho một người bình thường hiểu tới.
dù ngay trong bà con anh em chú bác của mình chưa chắc